Hưởng ứng Ngày Đất Ngập Nước Thế Giới năm 2024 cùng hành động bảo vệ, sử dụng bền vững vùng đất ngập nước. Như vậy thế nào là đất ngập nước? Kính thưa quý vị và các bạn, trên thế giới hiện có khoảng hơn 50 định nghĩa khác nhau về đất ngập nước đang được sử dụng, tùy thuộc vào mục đích quản lý, sử dụng, sự khác nhau về loại hình và phân bố của đất ngập nước ở mỗi quốc gia hay tổ chức quốc tế. Trong số đó, định nghĩa về đất ngập nước của Công ước Ramsar được nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế sử dụng. Theo đó, đất ngập nước là những vùng đầm lầy, thang bùn hoặc vùng nước bất kể là tự nhiên hay nhân tạo, ngập nước thường xuyên hay tạm thời, có nước chảy hay nước tù, là nước ngọt, nước lợ hay nước biển, kể cả những vùng biển có độ sâu không quá 6 mét khi triều thấp. Năm 1989, Chính phủ Việt Nam đã ký tham gia Công ước Ramsar, chính thức trở thành quốc gia thứ 50 trên thế giới và là quốc gia đầu tiên của khu vực Đông Nam Á tham gia công ước này. Trên cơ sở định nghĩa đất ngập nước của Công ước Ramsar, Luật Đa dạng sinh học năm 2008, Việt Nam đã định nghĩa đất ngập nước tự nhiên là vùng đầm lầy, thang bùn hoặc vùng ngập nước thường xuyên hoặc tạm thời, kể cả vùng biển có độ sâu không quá 6 mét từ ngưỡng nước thủy triều thấp nhất. Vùng đất ngập nước có vai trò rất lớn đối với con người và thiên nhiên bởi nó có thể lọc các chất độc hại, lưu trữ carbon giúp chống lại các tác động của biến đổi khí hậu, giúp giảm thiểu các tác động tiêu cực trong điều kiện thời tiết cực đoan, lưu trữ nước mưa, nước chảy tràn khi mưa bão giúp giảm lũ lụt và hỗ trợ cấp nước khi hạn hán, đảm bảo đa dạng sinh học, là môi trường sống của hơn 100.000 loài sinh vật, đảm bảo nguồn cung cấp thức ăn và tạo nên các nguồn sinh kế cho người dân. Hiện nay, vùng đất ngập nước cung cấp gạo cho 3,5 tỷ người trên thế giới, hơn 1 tỷ người hiện đang sinh sống dựa vào các vùng đất ngập nước, có tới 40% các loài sinh vật sống hoặc dựa vào những vùng đất ngập nước. Ngày Đất Ngập Nước Thế Giới vào ngày 2 tháng 2 năm 2024 với chủ đề Đất Ngập Nước và Phúc Lợi cho Con Người với mục tiêu làm nổi bật mối liên hệ giữa phúc lợi cho con người với sức khỏe của các vùng đất ngập nước trên thế giới, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng trong các hoạt động quản lý của con người đối với các vùng đất ngập nước trên thế giới. Ở Việt Nam, các khu vực đất ngập nước có mức độ đa dạng sinh học cao, chứa đựng nhiều chức năng và giá trị quan trọng trong nền kinh tế nông nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp tới sinh kế của người dân cũng như đóng vai trò lớn trong đời sống văn hóa xã hội. Các hoạt động hưởng ứng của Việt Nam bao gồm tổ chức tuyên truyền, phổ biến về giá trị và tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với sự sống của con người và thiên nhiên, tăng cường nhận thức về các mối đe dọa chính đối với hệ sinh thái đất ngập nước, đồng thời kêu gọi mọi người dân cùng cam kết bảo vệ, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, tăng cường quản lý, phục hồi đất ngập nước. Bên cạnh đó, nhiều tổ chức đoàn thể tiến hành các hoạt động truyền thông, tổ chức các cuộc thi, triển lãm hoặc phát động các phong trào gắn với chủ đề Ngày Đất Ngập Nước Thế Giới, tích hợp nội dung về bảo vệ giá trị đất ngập nước, quản lý, phục hồi và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước vào các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển của bộ, ngành và địa phương, đẩy mạnh các giải pháp đầu tư vào bảo tồn, quản lý và phục hồi các vùng đất ngập nước để ngăn chặn các cuộc khủng hoảng khí hậu và đa dạng sinh học.